vào lạc vinh quang tôi đơn độc, sai bồn kia sát hại đám phi tần giết tỷ can giết tỷ can để lấy linh tâm, giam cơ tự 7 năm nơi vũ ly, thế mới hay sự ác đau đầu chung hồ báo, cao phi diện tẩu gia năng tàn. Cảm ơn sự đồng hành cùng cô trong chương trình này.